Chào mừng tất cả các bạn đã đến với YouTube và Facebook của công ty Nhạc Việt. Mình là Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác sử dụng trên đàn Cork PA5X với chức năng là setting. Và phần đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn đó chính là cái phần General Control. Ở trong cái phần General Control này thì chúng phần cài đặt tổng quát, điều khiển tổng quát. Thì các bạn sẽ có những cái thăm tab nhỏ ở đây ha, Basic Interface, Startup, Lock và Lock and Power. Thì đầu tiên đó chính là phần Basic. Phần Basic này thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là Global Reverb đây chính là cái phần bù trừ cái tiếng reverb Nếu các bạn muốn cho cái đàn mình có reverb đó tổng thể luôn thì các bạn sẽ tăng nó lên Còn nếu các bạn không muốn gì thì mình để giữ nguyên và mình khuyên các bạn mình hãy giữ nguyên nó vì nó mình sẽ à, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần khi chúng ta chơi Tiếp đến, Fade In, Fade Out Đây là thời gian mà các bạn muốn cho âm nhạc từ nhỏ to dần và thời gian từ to đến nhỏ dần thì mình có thể thay đổi cái thời gian các bạn muốn là ngắn hay là dài tiếp đến accelerando và ristendo thì ở đây là cho cho chúng ta hàng cái khoảng tốc độ tăng nhanh dần hoặc là tốc độ chậm dần thì ở đây nó cho chúng ta có nhiều step nhiều bước hoặc là đồ thị các bạn muốn là chậm vừa hay là nhanh tiếp đến là cái phần clip clip này thì cho các bạn cái khoảng thời gian mà chúng ta rút phím lên đây là rút nhanh hay rút chậm thì ở đây nó cho những cái tham số thời gian cố định thì các bạn sẽ chọn vào nó rất là tiện lợi cho các bạn luôn rồi, tiếp theo đó chính là cái tab thứ hai là cái tab interface giao diện trực tiếp. Thì cái giao diện này á thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là cái nguyệt ở đây nó để mặc định như chúng ta là English. Thì mình nghĩ là các bạn nên để tiếng này thì nó dễ dễ hơn. Hoặc là nhiều anh chị em mình chúng ta ở bên nước ngoài đó, mình muốn chỉnh tiếng Anh hay tiếng Đức hay là tiếng Nga hay là tiếng gì đó, mình có thể bấm vào đây mình chọn thay đổi và mình bấm change rồi tiếp đến là cái phần backlight backlight thì các bạn hiểu đó chính là cái đèn nền nha các bạn phần panel này thì panel này là chính là cái đèn của cái phần ngay chỗ mà cái joystick của các bạn và chọn chúng ta sáng lớn hay là sáng vừa vừa hay là sáng nhẹ và tương tự ở dưới đây chúng ta có phần đèn nền có magic rồi tiếp đến là phần show show Rodem Chan này khi các bạn đánh dấu tích vào thì nó sẽ hiển thị thông số cho các bạn rõ chi tiết ví dụ các bạn đánh dấu tích ở đây thì khi các bạn chọn một cái tiếng này á thì nó sẽ cho các bạn cụ thể luôn nó là tiếng gì nằm ở đâu và như thế nào đây nó sẽ cho các bạn những cái thông số này và qua đó mình có thể dễ dàng mình nhớ được cái mã số đó mình chỉnh sửa tiếng rất là tiện lợi cho các bạn khi các bạn mà chỉnh sửa tiếng hoặc là chỉnh sửa điệu rồi tương tự về chắc activity mình bấm lên cho nó hiển thị cho các bạn dễ theo dõi vậy hàng dưới này display Planet thì nó cho chúng ta chỉnh về độ sáng màn hình các bạn muốn sáng hơn hoặc là các bạn muốn tối hơn thì các bạn sẽ vào đây mình chỉnh và tương tự như vậy phần strip này strip này chính là cái giải mà hiển thị của cái bên cái phần slider này cho các bạn thấy là sáng hơn hay là tối hơn đây mình sẽ giảm tối xuống và mình tăng sáng lên tiếp đến display hole này thì các bạn nên đánh dấu tích cho mình display hole này có nghĩa là khi các bạn mà đang chơi mình chọn tiếng tròn điệu đó mình thì nó sẽ không có bị nhảy về màn hình chính còn nếu các bạn mà tắt nó đi thì mình các bạn chơi một thời gian á thì nó sẽ bị nhảy về cái màn hình chính nha các bạn Rồi, mình nhắc lại, mình nói lại với các bạn là Khi các bạn đánh dấu tích này lên thì nó sẽ giữ cái màn hình này của các bạn Còn nếu các bạn giả dấu tích này ra thì khoảng một thời gian sau Thì nó sẽ trở về cái màn hình home này của các bạn Rồi các bạn lưu ý ha Thành ra theo mình khuyên thì các bạn nên đánh dấu tích vào đây Và tiếp đến Auto Select này, cái phần Your Style hay là Keyboard Set Library thì theo, đây có nghĩa là khi các bạn chọn một cái điệu nào đó hoặc là các bạn mở khoan một cái folder mới, một cái trang nào đó thì nó sẽ chọn nhanh cho các bạn cái phần style hoặc là cái phần băng tiếng mà cái nó đã mặc định sẵn. Ví dụ nguyên bấm ở đây đúng không? Cái set library nè. Khi mình chuyển tiếng số 1 qua số 2 thì nó sẽ chọn liền cho mình những cái tiếng. Còn khi các bạn mà tắt nút chức năng này đi thì khi đó mình chọn tiếng thì nó sẽ mình bấm qua trang thì nó sẽ không có chọn tiếng cho mình. Rất là tiện lợi khi mình đổi trang mình có thể xem trước tiếng của nó là tiếng gì. Và theo mình thì tùy theo các bạn muốn chơi uh, như thế nào thì mình sẽ đánh dấu tích vào hay, hay không đánh dấu tích vào và tiếp đến tab thứ ba đó chính là tab start up Startup này thì kiếm nó cho chúng ta cái giao diện mà khi đang vừa khởi động lên thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái phần mặc định ở đây thì nó cho các bạn hiển thị là style thứ nhất là style gì thứ hai là style gì hay là gì đó mình có thể mình chỉnh thông số ở đây mình có thể thay đổi cho nó phù hợp và ở đây các bạn có thể chỉ cắt khách này có nghĩa là khi các bạn chọn ngoài màn hình chính mình là một cái điều này đúng không? Sau đó mình bấm cho khách đây thì nó sẽ lưu vào cái điều mình đang chọn vào trong cái phần layer 1 này. Và tiếp đến bên dưới là cái phần mixer start up volume nè. Là khi mà khi các bạn khởi động đàn lên đó thì nó sẽ chỉnh sẵn cái mức volume của mic, guitar, đường lai, layer 1, layer 2 hay là tiếng keyboard như thế nào. Nó sẽ chỉnh sẵn cho các bạn rất là tiện lợi. Và tiếp đến ở dưới này là control man và Slider Disable nè Thì ở đây nó sẽ hiển thị cho mình luôn là mình muốn điều khiển cái nào Mà mình muốn tắt cái nào hay là mở cái nào Thì các bạn chỉ cần việc đánh dấu check vào là xong Rất là tiện lợi cho các bạn Là khi đó các bạn khởi động đèn lên Nhưng những gì mình đã lưu sẵn thì mình có thể chơi liền và ngay lập tức được Rồi tiếp đến cái phần tab thứ tư đó nhất là cái phần clock Clock này thì nó sẽ giúp cho các bạn khóa lại một số tính năng mà các bạn không muốn nó thay đổi Ví dụ như là cái phần keyboard uh, set library đi Ví dụ khi các bạn uh, chọn ở đây ha cây bo set 1 đến 4 nè là nó sẽ khóa mặc định cho bạn bốn cái tiếng này tiếng chủ đạo luôn. Khi mình chuyển điệu hay chuyển gì đó nó sẽ không có bị nhảy. Và bên đây ha thì cái phần điều khiển này các bạn thường hay check đó chính là cây bo mod nè. Thì khi chúng ta thường hay đổi bằng tiếng nó thì nó thường hay bị mất đi nút chức năng của sleep hoặc là tắt hoặc là mở thì các bạn khi vào lock này các bạn khóa nó lại rất là tiện lợi. Và tương tự như vậy, về chế phần style thì các bạn nên đánh dấu khóa lại cái phần đảo bát nè. Và một số tính năng khác chẳng chẳng hạn như style element nè, hay là menu bát nè thì bạn khóa nó lại. Và dưới này tương tự như là xong phần tuning thì các bạn có muốn tắt hay là khóa nó hay không thì mình sẽ mình sẽ tắt hay là khóa. Hoặc là các bạn muốn khóa về cái phần mà chuyển tông nó không bị không bị ảnh hưởng đến của trên bot đó thì mình sẽ nó giúp khóa vô đây. Và theo như mình thì mình đang khóa như vậy là chuẩn Thì các bạn có thể tham khảo hoặc là các bạn tùy chỉnh theo ý riêng của mình Và cuối cùng tab thứ năm đến chính là clock calendar Ở đây có nghĩa là chỉnh cho mình được cái thời gian về thời gian này các bạn chỉnh nên chỉnh đúng để chi để các bạn mà có làm dữ liệu gì đó các bạn lưu lại trên đàn của mình thì nó còn được cái thời gian của các bạn cho nó chính xác và các bạn nhớ rõ cái file đó các bạn sẽ làm ngày nào và bây giờ mình đang quay video cho các bạn hôm nay là ngày thứ ba vào lúc 14 giờ 25 phút Ngày 19 tháng 7 năm 2022. Rồi, như vậy là Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần à, nút chức năng setting đầu tiên, đó chính là General Control. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.